Tức là làm như nào cũng không vừa ý đúng không? Vâng. Thế lúc mà Lời còn ở thì bố có hay thế? Khó chứ. Cũng vẫn thế. Vâng. Từ lúc về làm dâu đến giờ là toàn bị chửi thôi. Vâng. Thế còn em, bố có chửi em không? Giống nhau rồi anh ạ. Cũng giống nhau. Thì nó về đi. Em còn nhiều hơn rồi. À, tức là bố còn chửi em nhiều hơn. Bố anh thấy cái cảm giác như ngày nào cũng say rượu đúng không? Vâng. Ngày nào cũng uống ấy. Thế là đâm ra là về là bây giờ là mẹ không còn nữa thì không có chỗ để trút giận. Biết nói tiếng Kinh nhiều hơn chưa? Nóng lắm nhỉ? Trời này mà ngủ cái mái đấy nóng lắm nhỉ? Sắp cháy chưa? Cho con cháu à? Đấy, cái dạng con cháu đó. Ừ. Bye bye. Không đi học à? Không. Hả? Tao đi học rồi. Ôi dồi ôi, mệt quá, đi xe từ đường này lên. Nên khổ với cái xe thôi. Đây, mang cái này đi đã, xong phá gạo xong. Thời gian này làm gì em? Em là cái này, em là cái không cho ạ. Anh mua một thùng sữa với một tải gạo. Ô dồi ôi. Tôi không nhận ra không được. Không nè. Sao mà nhà khói thế? Không. Tôi đi mà mua. Ủa à, các bạn nhỏ vào đây, chú bóc sữa cho. Là hào cô mì nè. Là ông nhé. Hào mì, hào mì. Kia thằng con lớn nhỉ. Ô, trưa không chịu ngủ. Mặc quần cho con đi. Mặc quần vào. Cháu về hai vợ chồng uống. Thế là suốt ngày uống rượu thì hỏng rồi. Sao cái nhà đã mọt hết thế này rồi? Sợ thế. Đang đun cái gì đấy em? Nấu cơm à? Chưa ăn cơm à? Úi, cũng tưởng ăn cơm rồi chứ. Ôi dồi, nhà kín quá, em phải mở cái kia ra không khói này thì con nó chẳng khóc à. Khi nó có chung ấy. Em đọc hết rồi kìa. Hello.
Tao ra. Ôi dồi ôi. Bỏ mũ ra đi. 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 Không nói gì là quên rồi. Dạ. Xem lại nữa. Làm gì mà nấu ăn muộn thế hả em? Một giờ đến nơi rồi. Thế nào có những cái món gì ăn? Cái này thì chả gì à? Xuống thế nào? Ôi dồi ôi, một nồi bí quá ngon. Thời gian này chồng có gọi điện không? Ngày nào cũng gọi đúng không? Bao giờ được về có biết không? Bỏ cá lớp, bỏ cá lớp. Mày ra chồng. Ô, tao chỉ mày dao. Không cần phải rửa đâu. Này là tốt. Chỉ không cần phải rửa. Cái này nó không ấy đâu. Nào. Thanh niên này bảo. Còn lớn đấy, còn lớn rồi. Nào. Mới giật đây. Vậy. Có tè á, thì cho ít tè á. Có một cái nhỏ lắm, không sợ chứ? Anh bắt luôn đi. Ôi, mở cái cửa cái to ra không được. Không, thoáng, không mở được á? Mở hỏng à? Vướng cái lõi ngô ấy. Hả? Từ lúc bố đi bây giờ được mấy hộp sữa rồi? Hả? Hả sao thế nào? Mấy hộp rồi? Nè! Chồng cầm cho con về nè. Ôi! Ôi! Nhà khói thế này sao mà ở được? Ôi! Đây phải giống đang ở trong sương mù. Đây là tất cả ngô của em đây à? Ăn được ngô toàn ngô thối thế này. À đây là cho lợn thôi à? Thế còn cái ăn của mình ở đây à? Má lê. Không hả má lê. Má hỏng. Nhưng cái ngô bắp này thì chỉ cho lợn thôi chứ không thể ăn được. Nè, nó là cho mì hồng. Má thêm má hỏng lại. Buồn thế, bỏ chồng ra đây nào, hai vợ chồng xuống đây. Lợi đi. Tao ơi. Con yêu. Con uống đá chí à. Đá chí thứ à. Con yêu. Bà mong hai. Cứ mê thôi nên hả? Nè. Cái bạt đằng sau là rách hết rồi. Mưa thì không có củi đốt rồi, không có củi đun đấy. Mẹ tu 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 mẹ. Tu tu mẹ. Nọ nọ. Nóng quá. Nóng quá. Nhà cũng không có máy quạt đúng không? Không có. Điện ở đây có lên được máy quạt không? Có. Điện chết luôn á. Không có máy quạt. Và khi là chiếc
Em đưa đồ mèn mén lên ăn à? Vâng. Đồ sao không mở vung ra không nó chua đấy? Không đâu, phải đồ đây vung mới chín mà. Em thử đồ đồ vào sáng. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với anh em của Tam Giác Mạch. Hôm nay thì Tam Giác Mạch lại tiếp tục có một cái hành trình nho nhỏ quay trở lại gia đình của vợ em Lử đang đi bộ đội ấy. Thì cũng vẫn như câu chuyện trước kia thì thông qua các cái thước phim của anh em mình ấy thì tiếp tục nhận được những cái sự hỗ trợ của các cô các bác, các nhà hảo tâm. Thì hôm nay Tam Giác Mạch lên đây thì cũng mua một bao gạo 25 cân và một thùng sữa, bởi vì là con của Lử cũng lớn rồi, hơn 1 tuổi hết rồi thì cũng uống được sữa tươi rồi, nên là anh em mình mua sữa tươi lên để thăm gia đình và có một chút câu chuyện chia sẻ tới quý khán giả một chút. Với những người đi thực tế và trải nghiệm thì hiện tại Tam Giác Mạch đang ngồi tại cái căn nhà của em Lử. Đúng ra là căn nhà của vợ Lử thôi, bởi vì từ lúc Lử đi đến giờ là chưa có căn nhà này. Và vợ với cả gia đình cùng nhau cố gắng kiến tạo làm sao được có ngôi nhà. Hiện tại thì cũng đã mốc hết rồi, mốc rồi là đã mọt. Bởi vì phần lớn cái bức vách cũng như là những cái đòn ấy thì sử dụng chủ yếu bằng cái cây tre thôi. Như này thì đến lúc chồng em về cái nhà chắc bay luôn rồi em ạ. Mà như này đến lúc chồng em về cái nhà chắc bay rồi. Rất là đơn giản, một cái nhà rất là đơn sơ. Hôm nào uống rượu đúng không? Đây Đám ma về mà. Ở đây có đám ma à? Đám ma ở đâu? Hay là ma khô à? Dạ. Ma khô à? Cháu có ba lên thì bố mẹ sáng hổ. Mẹ đi, để anh quay cái bữa cơm nào. Mở đi, mở cái vung nồi đi. Đây, bình thường đây là cái bữa ăn của bọn em ấy đúng không? Đây, mèn mén này. Rồi, hôm nay thì anh em mình đến thì rất may là đã gặp đúng cái bữa cơm. Ô, cái canh gì đây? Canh bí anh ạ. Canh bí à? Gặp đến đúng bữa trưa, bởi vì hôm bây giờ cũng hơn 1 giờ thôi nên là gia đình ăn muộn. Thì cũng sẽ chia sẻ thực tế một cái bữa cơm cho tất cả mọi người cùng xem. Ây dạ, Lử đi được mấy tháng rồi đấy nhỉ? Đây là nồi bí luộc này, không phải bí nếp đâu, bí nương thôi. Còn trên bếp thì đang là một cái chõ mỏ mung, tôi nghĩ là mèn mén, không được nét lắm nhờ. Đấy, cả nhà đang chuẩn bị ăn bữa cơm trưa thôi. Cái siêu là bao nhiêu? Siêu nước đi. Đi mượn ở đâu về xa? Lấy nhà bố về à? Cái siêu ấy. Hay là của nhà em? Của nhà bố à? Sao lại lấy cái siêu tại nhà bố, nhà em không có à? Không có đâu. Úi dồi, cái siêu đun nước không có á? Chả có tiền mua đâu mà. Trời ơi, thời gian này làm gì em? Vẫn nói tiếng Kinh yếu lắm nhỉ? Dạo này có đi làm thuê ở đâu không? Ở nhà thôi. Hai vợ chồng ở nhà thôi. Ở nhà làm ngô à hay làm gì? Đấy ngô à? Cái máy này là em mượn về hả ấy mì? Máy này là của chú thôi. Của chú à? Hỏng rồi á? Đây là vợ của Xá, hai vợ chồng trẻ cũng dọn ra ở riêng rồi. Bây giờ thì bố ở riêng. Đấy. Thêm hai cu em nữa là ở với bố. Đó,
còn vợ Lử thì cũng ở riêng rồi, một mình cáng đáng cả gia đình luôn. Đó là hai đứa con này, rồi là vật nuôi. Thế nên là những cái bữa cơm nó không được đủ đầy và ngon thì đấy là điều dễ hiểu. Em Lử thì đi bộ đội rồi, thì rất là nhiều thước phim mà Tam Giác Mạch có quay lên rồi. Và có những ngày nắng, những ngày mưa thì anh em mình cũng đã từng trải nghiệm ở căn nhà khói xám xịt như thế này. Tuy nhiên thì những câu chuyện mà Tam Giác Mạch sắp chia sẻ với mọi người thì nó sẽ còn hơn rất nhiều với cái cuộc sống thực tế hiện tại. Đấy, khói mù mịt phía trên mái của cái bạt đó là những cây ngô mọi người nhá. Thứ nhất là để cho nó đỡ tốc mái, thứ hai là nó sẽ đỡ kêu khi mà trời mưa ấy, thì nó, cái hạt mưa nó rớt xuống nó sẽ đỡ kêu, hạn chế tiếng ồn. Thứ ba là cũng để làm cho nó mát hơn. Thứ tư nữa là nó sẽ kiểu như là chắc chắn hơn ấy, như kiểu lầm một lớp cỏ danh ấy. Một cái cuộc sống khá là kín đáo trong cái nhà bí bách. Đây, thực tế cái tường này. Đấy, cho các bác xem cuộc sống hiện tại của em Lử. Tại vì sao Tam Giác Mạch lại liên tục có những cái thước phim như thế này? Bởi vì là cũng có rất là nhiều nhà hảo tâm quan tâm tới cuộc sống của vợ em Lử. Nói chung là có tình cảm cũng như là thương em Lử. Trong quá trình là đi tòng quân thì vợ một mình ở nhà. Cũng tương tự như câu chuyện của vợ chồng trẻ A Mua thôi. Thì Lử lên đường nhập ngũ khi con còn rất nhỏ, để lại cho ba mẹ con không để lại cái gì cả. Bởi vì ba mẹ con cũng không hề có gì. Tất cả những cái vật dụng hiện vật có ngày hôm nay thì một số là nhờ và các nhà hảo tâm thông qua chương trình của anh em mình cũng như là bên Huân. Thứ hai nữa là gia đình cũng tự càng đáng và bà con lối xóm giúp đỡ lẫn nhau. Kể cả cái siêu đến thời điểm hiện tại anh em mình lên đây mà muốn có nước uống thì cũng phải đi lấy của bố về thôi, chứ không có. Đồ dùng rất là thiếu. Đấy. Thế nên là cũng muốn là thông qua cái sự ảnh hưởng của Tam Giác Mạch thì có thể giúp đỡ được các em phần nào đó thông qua cái sự kết nối giữa các mạnh thường quân. Thì trong các thước phim ngày hôm trước, Tam Giác Mạch cũng đã tiếp tục nhận được số tiền của một bác nữa, là 1 triệu dành cho gia đình của em Lử và 1 triệu là dành cho em Xá, em trai của Lử ấy. Thì hôm nay Tam Giác Mạch mới quay trở lại đây để mua. Do là em Mỉ thì không có xe nên là cái việc chợ búa nó sẽ rất là khó, nên Tam Giác Mạch đã trích tiền ra để mua sữa này, mua gạo này. Đấy, từ mai là có gạo ăn nhá. Cứ gạo thì nhất là trẻ con mà nó không ăn được ngô ấy thì em có thể nấu gạo cho con. Còn mình ăn được ngô thì mình cứ ăn ngô cũng được, không sao. Mình thường thường là bao giờ cũng nhường cho con mà, đúng không? Phần lớn. Tao chưa? Chín chưa? Khói thế này thì khổ con quá em ạ. Mình già thì nó đỡ, con cái thì khổ. Còn nhẹ vẫn lắm thôi. Mỉ giúp chị bé mâm đi. Cho bé mâm này đi. Bé mâm làm món đi. Người mâm ăn đàng hoàng chứ. Đúng không? Hai cô con dâu đều tên là Mỉ hết. Cô nào cũng gọi là
là làm dâu ở một cái hoàn cảnh là rất là khó khăn, nhưng mà hai đứa vẫn rất là yêu thương nhau và đùm bọc với nhau là anh rất là mừng rồi. Cùng nhau cố gắng. Cùn là quá chị. Có cái đấy đổ đi thôi. Sao sơ, có trẻ. Cái này từ hôm qua đúng không? Sáng nay thôi. À sáng nay đây à, thôi đổ đi đi, lấy cái mới ăn đi. Lấy đâu về đấy? Nhà bố à? Đây là cả ba cái nhà có 4 cái ly rồi à? Ừ. Có. Thôi thao đây hậu ấy có đây sao? Đây giờ con nó sưa tao. Nó sưa. Ở đây nó mở tao. Chị tao. Chị tao. Vậy. Inu này chị tao đâu mà? Đi nè. Đi nước ở tượng xá. Ở như này quá nóng. Bao giờ làm nhà? Hay là cứ ở như này bao giờ nhà rách thì lại sửa tiếp. Đấy. Rất là khổ mọi người ạ. À. Thật ra thì cũng không biết làm thế nào cả. Nói thật là với hai hoàn cảnh của các em thì cũng phải lạc quan thôi, cũng phải cười vui thôi. Bởi vì bây giờ rất là khó khăn. Chị dâu với cả em chú, nói chung là hai chị em đều ra ở riêng cùng một thời điểm. Và không có gì cả. Nói chung là không có gì cả. Chỉ có những cái cây tre, những cái cây trầu được cắt ra, được chặt ra, sau đó là vá víu vào trở thành một cái tổ ấm. Đấy. Nghe được tiếng kinh nhiều không? Anh nói là vẫn hiểu đúng không? Hiểu. Hiểu nhiều không? Nhiều. À. Đấy. Nên là nếu có một cái ước mong thì chắc chắn rồi. Các em sẽ mong muốn là có một cái nhà kiên cố. Còn thực tế mà nói, nếu mà trông cậy vào bố mẹ thì bây giờ mất rồi, còn mỗi bố thôi. Mà bố thì cũng yêu nước, tất nhiên là ngày nào cũng, mẹ mà, cũng rất là khó. Tổng mẹ mà mẹ, thế thì sao rồi? Bây giờ anh hỏi thật là lý do tại sao bọn em ra ở riêng? Dân làm căn tộc. Hả? Căn tộc. Căn tộc này mẹ theo mà. Cắt đây, đây số, xong rồi. Không hiểu đâu, anh chưa hiểu. Hỏi gì chỗ này? Sao bọn em lại ra ở riêng ấy, cả hai chị em đều ra ở riêng cùng một lúc ấy? Nó bằng cái đấy thân ở nhé. Nói chung là không thích ở với bố đúng không? Không phải đâu, thích, nhưng mà... Đó. Bố em là anh biết là hay uống rượu đúng không? Từ thích hay chứ tôn thế. Cái nhìn tên. Ngồi ăn cơm đi. Ngồi ăn cơm lấy ngồi ngồi. Trên ngon đá tê hó biết cho thả ăn rồi. Không, cháu không uống rượu đâu. Chị học cháu. Ôi cháu mà ua chị tao á chị. Ây, chị mua phân nhỉ mà. Chị cho mình hỏi. Hầu cha mà lì lì mà tư mà chỉ tao hoa lử chỉ tao hoa lử mà chỉ mới mà chăm nhẹ đó à, mà chỉ lâu mà khi chỉ tao luôn chỉ mới được vấn đề à không vấn đề gì cả còn nhẹ thấy thôi
cái gì thôi thì chơi nữa. Tiến giờ mua hào dính mà mua thì chơi hào mà. Hào dính mà mua thì chơi hào mà. Cái lần này chỉ mua được từ hào này. Này, lấy cái đi mua đi. Ờ, ăn đi, ăn đi, anh không ăn được. Anh vừa mới ăn xong mới lên, mới đi mua gạo lên cho bọn em đấy. Nó mà. Nó mà. Nó mà. Nó mà. Nó mà. Ăn đi, ăn đi. Mày ca, cái gì tỏ. Nó muốn là ăn ngon. Lần này là không có chỗ nào đi làm thuê nhỉ. Đây là một cái bữa ăn thực tế của cả gia đình đây. Vẫn là cách ăn truyền thống là mỗi người dùng muôi và bí. Bí, rau bí, ngọn bí, quả bí là cái gọi là thực phẩm không thể thiếu của gia đình bà con người Mông ở trên này. Và mèn mén thì là lương thực chính rồi. Có những nơi thì vẫn ăn ngô, vẫn ăn cơm. Tuy nhiên thì phụ thuộc vào cái điều kiện họ có thì họ mới ăn. Còn đối với bà con trên này thì những nơi mà đặc biệt không có ruộng thì họ lại quen ăn ngô, rồi bây giờ quay ra ăn cơm thì họ lại không thích lắm. Là như nào? Em trai thôi. À, em trai à? À. Mì vừa mua được con chó này à? Vâng. Mua ở chợ đúng không? Không phải mua, bà ngoại cho thôi. Bà ngoại cho à? Để về trong nhà đúng không? Bình thường em đi chợ là em đi với Xá à? Hay là đi với ai? Đi với em trai. Em trai. Em cậu ấy đúng không? Ôi giời ơi. Lấy ở đâu về đây? Nhà bố à? Nhà bố. Nhà bố. Trời ơi cái bàn này. Ui cháy nhà nhá. Thanh niên kia. Để cú chế. Cú ăn gì nào? À lấy bàn uống nước. Ôi giời ơi bây giờ mới nhớ đến. Cẩn thận nó đổ nhá. Đổ. Ngập nước này. Mên đầu. Mên đầu xưa. Nó. Nó mở. Bao cho mở. Mẹ nó này. Em cứ ăn cơm lên nước để đánh tự nhiên thôi. Chín nó nó ớt nhớ tôi quay. Nó xem. Nó mua hả? À nó bé đi ớt tôi quay. Chắc bình thường là ngày nào bọn em cũng ăn như thế này à? Ừ. Bí này là đi xin bà ngoại hay là đâu? Đi xin bà ngoại thôi, không qua. Em tập trồng rau đi, làm luống trồng rau đi. Đây là trời không mưa thì làm không tốt đâu. Phải chế biến không? Phải... Đây là... Thôi mỏ, tú. Nè, ô ăn nằm mỏ này. Chỉ thay là... Nằm mỏ. Ừ. Nhà mì lại không có bát luôn hả em? Không ạ. Ừ. Những cái này là A Gia ở riêng là mình đã tự sắm được từng này thôi đúng không? Ừ. Ô, bát ăn không có. Thôi cứ ăn cơm đi nhé, không phải ngại đâu. Anh vừa mới ăn xong nên là anh cũng không ăn được. Trời hay nhấn nón đằng. Nè, hồng ăn nó to. Không. Dếu có chỉ không? Nè, nè. Nó hào ra mà.
Cái này không không có cái nắp à? Không thấy nó chả ấy hết à? Cái bộ hóng chả rơi hết à? Cái này ấy. Cái này không không có lìa. À, lìa nữa. À. Hỏng hết rồi. Ôi giời. Ui giời, tí nữa hôi mùi khói vãi. Nó màu lắm, tốt. Thế nào? Thế nào mà thả? Khói quá. Mắt cay hết rồi. Không lại. Chắc chi học cái chuyện mà ta giải nói. Sao là? Tương cả chỗ thì. À. Cái này bọn em đi ngủ chắc khó thở lắm à. Khó chứ. Bây giờ nó tẩy tán à. Ta thấy gì nữa cơ chứ. Bình thường bố hay sang nhà mình chơi không? Bình thường bố hay sang nhà em chơi không? Lửa là thường hay gọi mấy giờ? Lúc mấy giờ? Lúc 11 giờ. 11 giờ lúc đấy chắc là ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi đúng không? Chắc là sắp được về rồi. Đến sắp đến Tết là chắc được về mấy ngày đấy. 6 tháng mà hết 6 tháng luyện là huấn luyện là được về là thoải mái hơn rồi. Nó mỏ lắm, mới đưa lắm. Nó mỏ lắm. Như này. Chị khu mà. Này. Có yếu chị chú là chọc nó thôi. Thì tạch cháu là mắt không mở ra hết đấy ạ. Có hiện năng cái này, cái gì vậy? Cái này là của nhà nào? Không. Nhà chị à? Chị dâu. Chị dâu là nhà ti. Dâu mà.
Mua này mà mua chợ này mua đâu đây? Bò thò. Bị cua tầm. Anh say rồi. Cái này, này. Cái này. Mình sắp đổ luôn này. Bây giờ có 1 triệu thì em sẽ làm gì? 1 triệu á? Ừ. Hả? Mì. Nếu mà có 1 triệu em làm gì? Tức là sống không có tiền quen rồi đúng không? Nên là có tiền không biết làm gì đúng không? Có chuẩn bị đó. Có tiền để chào Lý. Mua đồng hành tẩy. Nóng quá à? Chỉ lạ quá, chỉ biết nhờ. Ôi mà quá tàu á, chỉ biết nhờ. Mua nhờ quá đó chị. Mua nhờ mà ôi lúc rồi giống nhờ đi, tôi nhờ lúc mà tàu lắm. Chỉ mua nhờ. Quá nhờ, tôi dám à? Thơ à là quá mà. Thơ quá, à là quá tàu tàu. Ô tao mà, chỉ mất nhờ. Nhờ quá gì? À, mùi dụ à là. Ơ, mùi dụ à có lỡ đia lơ, có lỡ ua hả? À, mùi dụ gai lỏ nọt thế mấy rồi. Dụ gai lỏ nọt. Thôi hỏi đi. Ê, uống nó đi. Bây giờ mà cứ ở như thế này thì được bao lâu? Chẳng được bao lâu cả, tại vì là cái nhà của bọn em thì... Mì lớn có 1 triệu em sẽ làm gì? Khó lắm nhỉ? Chị vua, chị vua mà. Nì nhó nì nó mẹ. Nì nhó nì là cái gì? Nì nhó nì mà tí là bác khờ mà. Bác gì à? Bác tù nì tí khờ là mà. Thảo hóa nhé là mà. Nì mua một cô là để tí. Đúng rồi, cái suy nghĩ của em cũng đúng thôi. Thì hôm nay anh lên đây anh nói với em với cả Xá là gì? Chắc là Xá thì nghe không hiểu lắm đâu. Mỗi vợ Xá nghe được nhiều hơn nhỉ. Vợ là nói tiếng Kinh giỏi hơn chồng. Hôm nọ Trọng đến quay ấy, nhìn được có một bác. Xá thì học hết lớp 3 thôi. Mì học hết lớp mấy? Lớp 6. Cái gì? Lớp 9 à? Lớp 8. Đó, hôm nọ anh Trọng đến quay này. Thế là có một bác gửi tiền cho 1 triệu mỗi nhà. Nhà của em 1 triệu này, nhà của mì này 1 triệu này. Thì nhà mì thì hôm nay anh mua sữa là hết 190.000 rồi, với cả một bao gạo 260 nữa là thành 450 rồi nhé. Thì là còn 550 nữa. Còn của mì, gia đình mì ấy thì là còn 1 triệu thì anh sẽ đưa cho. Tại vì ấy bác xem được video ấy thì bác rất là thương hai hoàn cảnh của hai bọn em. Hai chị em thì ra ở riêng cùng một lúc. Nếu như mà khán giả nào mà bây giờ mới xem được video của Tấn Dẫn Mạch về hoàn cảnh của em Lử thì đi bộ đội rồi, thì các video cũ ngày xưa khi mà làm nhà thợ đấu các thứ thì vẫn còn hình ảnh. Còn bây giờ đi bộ đội rồi thì cũng không có được những hình ảnh của em Lử nữa. Thứ hai là đây, em trai đây là Xá đây. Thì hai chị em nói chung là đều rất là khó khăn. Ngày trước thì vẫn còn ở với bố, trước khi vợ là Lử đi bộ đội ấy thì vẫn còn ở gia đình với bố. Tuy nhiên còn ông thôi, ông bố chồng ấy, còn mẹ thì là mất rồi. Thế nên là hai chị em ra ở riêng. Ra ở riêng thì chắc chắn rồi, như cơ sở vật chất hiện tại tất cả khán giả đều thấy là không có một cái gì cả. Nhà cũng chỉ là cây trúc bưng vách, rồi là mái thì bờ lô, bạt xanh cộng với cả cây ngô thôi. Rất là khó khăn. Để mà tả hết về những cái sự khó khăn của gia đình thì chắc chắn là sẽ
không có một cái thước phim nào nó là trọn vẹn cả. Tuy nhiên thì với tất cả những cái tấm lòng của các nhà hảo tâm gửi đến với Tam Giác Mạch thì một lần nữa hôm nay Tam Giác Mạch lại tiếp tục đến với gia đình để trao trực tiếp những cái món tiền của các nhà hảo tâm gửi đến. Thì hôm nọ có một cô gọi điện trực tiếp cho Tam Giác Mạch bằng FaceTime, sau đó là cô có gửi tiền về thì Tam Giác Mạch cũng chưa kịp hỏi tên. Thì nếu như mà cô có xem được cái video này thì cũng hết sức thông cảm cho bản thân Tam Giác Mạch, bởi vì là sơ suất ở chỗ đó. Thì gì nhỉ, về khoản của em Mỉ, gia đình em Mỉ 1 triệu thì hôm nay Tam Giác Mạch cũng vừa nói rồi là đã trích ra 450 để mua một thùng sữa cho các cháu, thứ hai là một bao gạo tám thơm của Nam Định. Bởi vì Mỉ thì đi chợ thì rất là khó, lại phải nhờ em cậu để đưa đi thì rất là bất tiện, nên là tiện chuyến anh em mình lên đây thì cũng sẽ mua một ít gạo luôn. Hai nữa là xe của anh em mình thì đèo hai thì đã là hơn tạ rồi, thì máy móc các thứ nữa cũng chỉ đèo được cái tầm đấy thôi, còn số tiền còn lại thì sẽ bàn giao lại cho em Mỉ. Hai chị em đến làm dâu đều tên là Mỉ hết, nên là cứ gọi là Mỉ lớn với Mỉ bé. Mỉ lớn là của anh trai đó, là Lử đấy. Đây nhá Mỉ nhá, anh có bác gửi cho gia đình em 1 triệu thì anh cứ đưa cho em 1 triệu đã. Rồi, còn của Mỉ lớn thì anh mua hết 450 rồi, còn 550 thôi. 500 đây, 550.000. Đấy là tất cả cái số tiền bác gửi tầm đi. Thì lúc nãy anh mới hỏi vui bọn em là gì, nếu như có 1 triệu thì bọn em sẽ làm gì. Thì chắc chắn là như hai gia đình của các em ở đây thì chắc chắn cái thiếu nhất vẫn là thiếu lương thực. Mùa này thì cũng là mùa thu ngô rồi, tuy nhiên thì cũng không hiệu quả. Năm nay mưa rất là ít nên là ngô cũng rất là năng suất không được cao. Thì cái thiếu ăn, thiếu ở, nói chung là thiếu tất cả mọi thứ quý khán giả. Nên là với những cái số tiền như thế này, Tam Giác Mạch mới hỏi vui các em là sẽ sử dụng làm sao. Bởi vì ít thì cũng là ít thật, nhưng mà nếu như có sự tính toán xoay vòng thì chắc chắn cũng sẽ là một cái tiền đề. Giả sử như Mỉ lại bảo là đi mua một con lợn, đúng không? Một con lợn thì cũng đúng, cũng được. Tuy nhiên thì gia đình đều ăn ngô, bọn em đều ăn ngô này, thì rất là khó. Ví dụ mua một con dê chẳng hạn thì nó chỉ ăn cỏ thôi, thì mình lấy cỏ mình không phải mất ngô. Và ví dụ như nhà của Mỉ này thì bây giờ 1 triệu em sẽ làm gì? Hai vợ chồng đã định hình được chưa? Bởi vì các em đã quen sống với cuộc sống không có tiền rồi, đúng không? Ít được mua rồi. Tổ bé dùm mua, tổ bé dùm bà tí tàu. Như là ngô lúc chế tí tàu. Như em sáng nói là cũng rất là cảm ơn cái số tiền của bác gửi. Thì em là muốn là mua cái bạt, đúng không? Mua bạt về để quay cái nhà. Chút nữa thì Tam Giác Mạch cũng sẽ đi qua một chút về cái nhà của hai em. Đó. Nếu như mà có một cái điều ước lớn hơn thì chắc chắn là với những người làm chương trình thiện nguyện như Tam Giác Mạch thì mong muốn có một số tiền đủ lớn để làm nhà cho cả hai chị em ở. Hoặc là giúp đỡ một phần nào đó. Ví dụ như Lử là muốn là bây giờ có tiền là sẽ nhờ anh em đào đất, đúng không? Để làm nhà đất, đúng không? Làm cái nhà chỉnh tường đấy, anh em mình nói tiếng Mông với nhau ấy là sẽ làm một cái nhà đất. Đất thì có sẵn rồi, chỉ tiền mua thức ăn cho bà con đến giúp mình. Sau đó là lấy đất về làm cái nhà chỉnh tường như nhà của bố, đúng không? Đúng rồi. Là cũng đã chắc chắn hơn rất là nhiều. Còn về nhà Lử thì bây giờ vẫn cứ phải chờ chồng ra quân thì mới biết được là làm gì, đúng không? Một mình thì rất là khó. Tại vì sao lại hay giúp đỡ thì chắc chắn sẽ có người thắc mắc là tại sao các em trẻ khỏe như thế mà lại thường hay tăng cái tần suất video lên
để kêu gọi giúp đỡ. Thật ra các em khổ thật sự, khó thật sự. Và nhận được sự quan tâm của một số nhà hảo tâm thì Giang Giao Mạch cũng sẽ có những cái hình ảnh, nhất là khi nhận quà hoặc nhận tiền ấy, thì anh em mình đều phải có cái minh chứng rõ ràng, phải minh bạch và phải có cái video lên để cho các bác xem được. Và thứ hai nữa là cũng biết đâu đó những cái sự lan tỏa, những cái sự ảnh hưởng của Tam Giác Mạch có thể giúp đỡ được các em về vật chất hoặc là về quần áo hoặc bất cứ một cái thứ gì đó. Bởi vì đối với chỗ thiếu thì dù ít dù nhiều đều rất là trân quý. Thế nên là những cái thước phim Tam Giác Mạch cũng như là em Trọng đến chia sẻ thì cũng rất mong nhận được cái sự ủng hộ của mọi người bằng cách là chia sẻ cũng như là lan tỏa lên trên các trang mạng xã hội, để biết đâu đó một cái sự chia sẻ của mọi người là một cái sự kết nối như Tam Giác Mạch tới các nhà hảo tâm khác mà muốn giúp đỡ các em. Trẻ đặc thế, vàng khè thế này, nhạt thôi. Cái này đặc lắm đúng không? Đây đặc, rất nước nóng rồi đây, nó đây cũng là uống đặc như này là rất là hại thận. Cứ để đấy, rót thêm nước nóng. Đúng rồi. Đọc nói tiếng Kinh nhiều. Tức là làm như nào cũng không vừa ý đúng không? Thế lúc mà lời còn ở thì bố có hay thế? Có chứ. Cũng vẫn thế. Vâng. Từ lúc về làm dâu đến giờ là toàn bị chửi thôi. Thế còn em, bố có chửi em không? Giống nhau rồi anh ạ. À. Cũng giống nhau. Thì nói về đi em còn nhiều hơn rồi. Tức là bố còn chửi em nhiều hơn. Bố anh thấy cái cảm giác như ngày nào cũng say rượu đúng không? Vâng. Ngày nào cũng uống ấy. Thế là đâm ra là về là bây giờ là mẹ không còn nữa thì không có chỗ để chút giận đúng không? Nên về là toàn chửi các con dâu thôi. Rất là khó. Nói chung là những cái câu chuyện nội bộ gia đình thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tuy nhiên thì các em ra ở riêng thì cũng là đúng thôi, nhưng mà sẽ rất là vất vả đấy. Vất vả ở chỗ là gì? Cái nhà ở của mình nó không được kiên cố. Đấy là cái khó khăn đầu tiên nhất. Khi mà nhà ở đã không yên tâm rồi thì cũng không thể nào mà tâm trí tập trung làm cái khác được. Đó. Em thì kể lại cho anh một câu chuyện về lúc mà bố chửi xem nào. Mì bé. Cứ nói thật thôi, không có gì phải ngại cả. Thường thường một tuần là chửi mấy lần? Lúc còn ở với nhau. Nó say rượu thì nó chửi. Có đánh không? Sao đánh bây giờ ấy? Sao đánh rồi đấy? Vâng. Em đã bị đánh lần nào chưa? Sao đánh bây giờ thì không biết nói. Ừ. Thế bình thường chửi nhiều quá. Vâng. Thế bây giờ em ra ở riêng thì còn hay bị chửi nữa không? Không ạ. Không bị rồi đúng không? Nhưng nghĩa như em, các em nói, các em thì thể mà nói thì nghĩ được nhiều, mà nhớ được nhiều, tuy nhiên để diễn đạt bằng cái lời văn thì cũng khó. Các em không thạo tiếng Việt lắm. Tuy nhiên thì cũng ngầm hiểu rằng là cứ bố say rượu thì sẽ là chửi. Làm đúng cũng chửi mà làm không đúng cũng chửi. Bởi vì cái tâm lý của người say là muốn để có một cái chỗ để xả. Là họ sẽ lôi tất cả những cái câu chuyện nhỏ bé to ra để mà nói hết. Đấy. Nhưng mà chưa bị đánh là được rồi. Nếu mà bố chồng mà đánh nữa thì không biết thế nào đúng không? Thế như mì lúc chửi là chồng có ở nhà, sáng ở nhà? Có. Có vẫn bị. Thế có chửi sáng không? Không. Chửi vợ thôi. Chửi vợ. Nhưng mà vợ có sai gì đâu. Vợ cũng không sai gì đâu. Vợ... Nhưng mà bố chửi như nào? Bố chửi ra cho... Lùm mông à? Lùm mông? Ừ. Chửi chó đấy. Bảo chó à? À. Bảo là đồ đê thôi à? Ờ, chú. Hay liền? Ừ. Vậy. Thế không phải. Thật là gần đi nhỉ? Hả? Có thật không? Có. Thật. Đã bị chửi như thế nhiều không? Bố chửi bảo là suốt ngày không đi làm việc à?
Mà trong khi đấy bọn em làm tối mặt đúng không? Làm không biết giờ nghỉ là gì mà vẫn bị chửi. Đấy khổ thôi. Nhưng mà bây giờ bọn em ở riêng này bố lại hay sang nữa nhỉ? Cứ sang. Nhưng mà thôi tối rồi thì đóng cửa vào nhé. Không sang. Cái đấy chắc lử nhắc rồi đúng không? Tối thì cứ ăn cơm xong rồi đóng cửa vào ngủ. Một mình càng đáng tất cả mọi thứ cũng rất là khó đấy. Từ con cái, nhà cửa. Em là có hai con dê nữa nhỉ? Bố con. Bốn con à? Vâng. Bò thì không có đâu nhỉ? Vâng. Nhà mì thì có cái gì không? Mì bé. Chị mua. Có một con bò. Có một con bò. Vâng. Bố chia cho. Không phải. Tự mua đúng không? Em sẽ đi làm thuê chỗ cũ về đấy. Không là mua được con bò. Vâng. Thế là còn có việc mà làm đúng không? Không thì mùa này thì đi làm thuê không làm được thì ngô đến thu hết thì rồi. Phải từ lâu thế. Hả? Nếu nó phải từ lâu thế. Hắn tao chở. Phải y tù nhu à. Y tù. Ừ. Phải là nuôi rẽ à? Ừ. Kiểu họ cho nuôi xong rồi được đẻ ra là mình lấy đúng không? Đấy là phải đúng không? Ừ. Được chưa? Được. Ừ. Em cứ ở nhút nhát nhỉ? Anh đến đây suốt và nhút nhát làm gì? Mình cứ nói chuyện tâm sự thôi. Nên khổ. Khổ quá, mình chồng đi trong hoạt động thì không làm được gì đúng không? Không. Ví dụ như là nhà hàng xóm có việc gì cũng không giúp được đúng không? Ừ. Nhưng mà thôi, sắp về rồi, hơn 1 năm nữa thôi. Ừ. Đi 2 năm rưỡi thôi mà. Là bật trở thôi. Là về. Là bật trở thôi. Bố đi. Ừ, uống nước đi. Hả? Nước này là nước mái nhà đúng không? Anh ngửi như kiểu nước bờ lô ấy đúng không? Được chưa? Phải. Ừ. Nước này không ổn. Nước này không ổn. Hào chỉ ca. Hào chỉ ca. Ừ. Được chưa? Dạ. Cho nên là hào chỉ ca. Ừ. Thế bây giờ thời gian này là bố có làm gì không? Hay chỉ ở nhà thôi? Thế các em ở với bố thì ăn cơm kiểu gì? Lấy cơm đâu mà ăn? Hay là ra chị dâu ăn rồi? Ừ, làm thì ăn. Ừ. Ăn chưa? Tức là sáng là bố vẫn làm cơm cho chứ? Ừ. Vẫn đồ mẻ mé lên nhà là ăn cả ngày. Ừ, thiếu mẹ thì cũng khó nói. Bây giờ là còn hai em nữa ở bố đúng không? Một em trai, một em gái. Mình nhớ là gì? Em trai. Ừ. Hai em trai hết đúng không? Hai em gái. Một trai một gái chứ. Hai em trai, một em gái. Một em gái. Quên một bà rồi. Ừ, thế là ba người. Úi dồi ôi, sớm rồi. Mưa này thì được ở như nào nếu mà mưa to ấy? Sợ quá nhưng mà không biết đi đâu thì ở nhà thôi. Thì vẫn ở nhà thôi. Vâng. Có bao giờ là mưa nó ngập hết sân như này không? Có chứ. Ừ. Muốn giúp chẳng biết giúp thế nào. Chỉ biết lên thăm các em. Này, tối mưa chẳng đưa đâu. Ừ. Nó kêu to đúng không? Ừ. Nó cứ rọt bởi vì cái bàn của bọn em là nó không có gì cả. Mình cứ tưởng tượng như cái ô thôi, mưa to mình cầm cái ô nó kêu ngay trên đầu mình đúng không? Nắng thì không ngủ được, mà mưa thì kêu to quá cũng không ngủ được luôn. Nhà của xá là còn không có canh ngô vào đúng không? Nó còn nóng nữa. Đi qua nhà xá một tí đi nhỉ? Đi lên cho em nhà em một tí đi. Đấy, hai nhà, hai chị em gần nhau mà làm như nhau. Đều cổ hết thôi. Vâng, vâng. Mới cả nhỉ? Vâng. Cho nó chó gì à? Cho đó. Cho đó là cái gì? Đấy. À, trồng hành ở đây à? Hành là đò à? Hành là đò. Nóng quá. Nóng lắm à? Anh vào đây trải nghiệm xem nào.
Úi giời, đông thế. Đúng rồi, đây à. Hả? Đúng rồi, đây à. Thôi ngồi đây luôn đúng không? Phải. Nóng thật đấy. Nhà này thì mái không có cái cây ngô đâm ra là hỏng hết rồi. Phải hỏng thôi. Anh nhìn cái nhà của xã đấy. Nhà, nhà của chồng em đấy đúng không? Đó là tập với chồng em à? Thế sao? Thế sao bố xem? Sao không ở với bố ấy? Nhà to hơn. Ờ, ở với bố thì... Thì như nào? Làm sao? Khổ lắm à? Bố chửi suốt ngày à? Suốt ngày nó say rượu thì nó gặp chửi. Cứ say rượu là chửi. Bạn này là hụt chết. Thế bây giờ là 1 triệu đấy là em muốn mua bà về quây cái mái hay là quây bên cạnh? Đây, cái mái hay là bên cạnh đây? Ở trên đúng không? Thay ở trên. Đây này thì nó mua thì vào nhà hết, không ở đưa đâu. Nói chứ cái mái nhà bọn em làm bằng bạt này thì nó chỉ được 1-2 tháng thôi. Cái này mà phơi nắng phơi mưa suốt nó hỏng nhanh lắm. Đây này, nó như này này đúng không? Cái này, này thủng hết rồi này. Cái này thủng hết, cái này. Đấy. Cái này mưa phát nó chả vào hết nhà luôn à, đúng không? Hết nhà luôn. Đây vẫn là biểu hiện của mưa đây đúng không? Mưa đi. Đấy. Đấy. Vẫn còn ẩm ướt đấy. Đây là tất cả số ngô nhà em thôi à? À. Ừ, chỉ được như này thôi à? Thế này thì ăn được bao lâu? Cột nhà. Anh hôm nay nói như ngày xưa anh đi đi thăm lều người giao nhiều ấy, cái cột nhà lều người giao nó còn xịn hơn, không thể không lạc quan được, không thể nào không vui được, buồn thì cũng không biết làm gì đúng không? Đấy, cứ một cơn gió là biết là nó đang như thế nào. Bị tốc mái mấy lần rồi hả? Cái mái bị bay đi mấy lần rồi? Nhà em thì bay một lần rồi. Bay một lần rồi. Xong thì ai lại giúp mình làm lại? Tự làm à? Không phải đâu. Em trai. Lại gọi em cậu sang giúp. Đèn. Cái đèn duy nhất. Thế. Úi. Tối thấp cái này thôi à? À. Trời ơi. Đây đây. Đấy xuống dưới. Ừ. Khổ nhỉ. Ừ. Để mà nói hết cái khó khăn của các em thì chỉ bao hay, chỉ bao thả lù. Chỉ bao lắm. Ừ. Thôi mua bà về cơi nới thêm cái mái để ở được thêm mấy tháng cũng được. Xong thì hy vọng là hết dịch, dịch nó giãn hoặc là nó bớt đi để đi kiếm tiền. À, sau đó là về cố gắng làm cái nhà đã, nhưng mà đừng đẻ con vội nhá, đừng đẻ con vội nhá, bây giờ 20 tuổi hắn đẻ nhá, hiểu không? Hay là có em bé rồi? Chưa. Chưa đâu gì, từ từ đẻ nhá. Bây giờ đang nghèo như này đẻ con ra khổ lắm, bây giờ đỡ đấy, có nhà như cửa. Này thì đẻ con thì bây giờ thì chết luôn đấy nhỉ. Chết thì làm ma thôi. Chết làm ma thôi. Phải cố gắng trong cuộc sống. Không tốt cái gì đâu. Ừ. Ờ thì cũng không đỡ đúng không? Nhưng mà đừng nghĩ thế em. Mình phải cố gắng, hai vợ chồng mình còn trẻ còn khỏe, mình cố gắng lên. Chịu khó đi làm kiếm tiền. Như em có đi công ty được không? Mình. Em á? Ừ. Chắc là được nhỉ. Chỗ em có người đi công ty không? Không. Hết dịch giãn giãn là tìm việc đi làm công ty cũng được. Xong thì có tiền về làm nhà làm cửa, bao giờ ổn định hơn rồi bắt đầu đẻ con nhá. Nhớ chưa? Không đừng đẻ sớm nhá, khổ lắm. Không ngủ cùng nhau thì bây giờ không đẻ, nhưng mà ngủ cùng nhau thì không biết rồi. Ngủ thì mình phải có biện pháp chứ. Không phải cứ ngủ cùng nhau là được phép đẻ đâu. Được không?
Nếu như thế thì trốn về ngoài đi, đừng ở với nhau nữa. Bao giờ mà có việc thì về, lúc nào mà hai vợ chồng đi làm cùng nhau. Ủa? Mưa. Ồ, lâu nào tuổi mà cô kia luôn. Chỉ sao bạc ký mà, nó đã đủ mà. In trả lâu nào tuổi mà cô muốn chín tàu. Là bạn bố mà. Thôi nhờ, có lẽ là anh em mình chia sẻ như vậy thôi. Bởi vì là thực tế mà nói thì cũng không biết làm thế nào cả. Muốn giúp thì cũng không biết giúp thế nào cho các em đỡ khổ. Bản thân các em phải tự cố gắng thôi. Còn trẻ, còn khỏe thì còn làm được. Thì còn phải tự cố gắng thôi. Và có lẽ là anh em mình xin phép dừng cái video này tại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo. Và trước khi kết thúc video thì bản thân Tâm Gió Mạch cũng một lần nữa chân thành cảm ơn cô đã có những cái món quà là cái số tiền thiết thực gửi về cho gia đình của hai em. Thì sẽ động viên các em. Đấy cũng là một cái lời động viên rất là to lớn dành cho các em. Và câu chuyện thì nó chẳng bao giờ có hồi kết cả, rất là khó. Khó đủ điều, khó trăm điều. Và hy vọng rằng là tất cả khán giả của Tâm Gió Mạch chia sẻ cái video này lan tỏa rộng trên các trang mạng xã hội để biết đâu đó làm cầu nối. Thứ hai nữa là đừng quên bấm nút đăng ký kênh. Bởi vì khi có một cái nội dung gì mới hoặc có một cái thông tin gì mới thì anh em mình cũng sẽ truyền tải lên channel. Thì tất cả khán giả quan tâm thì đừng quên bấm nút đăng ký và bấm vào chuông để ủng hộ, cũng như là nhận được những cái tin tức cập nhật mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn. Cháu cảm ơn cô đã gửi tiền về cho cháu. Cháu chúc cô thật nhiều sức khỏe. Cháu cáo cô gửi tiền về cho cô đã gửi tiền về cho cháu. Cháu chúc cô thân nhân sức khỏe.